Ủa con, cho chú hỏi thăm, nhà con đâu mà đi bộ lăng hay vậy? Dạ, nhà con Đắk Lắk mà con đi qua mấy cái chốt không được ạ. Nhưng mà con vô Sài Gòn này à, con vô Bình Dương hay Sài Gòn? Dạ, con đi về đi đường Đồng Nai cũng về Đắk Lắk ạ. Con đang đi bộ hả? Dạ. Con hết tiền hết bạc rồi, mẹ cũng nhà hoàn cảnh rồi, con đi ghe rồi bị lừa rồi, con giờ đi bộ về. Trời ơi, quý vị ơi, thêm một trường hợp một nam thiếu niên này đi bộ từ Bình Dương hay Sài Gòn? Dạ, Sài Gòn xuống thôi ạ. Có định về Đắk Lắk. Dạ. Bây giờ bây giờ trước tiên thì con ăn cơm trước đi rồi chú hỏi chuyện con, chú đang đi bắt cơm. Rồi đó con lại mát gấp mát con ngồi đi, rồi vừa ăn cơm vừa tâm sự với chú xíu rồi coi tình hình sao nha. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con 25 tuổi rồi, sinh năm 96 ạ. Quê đó Đắk Lắk hả? Dạ. Con vô Sài Gòn làm gì? Dạ hầu được đi biển Kiên Giang cũng rồi ạ. Nè bây giờ con vô mắt con ngồi con ăn miếng cơm đi rồi hai chú cháu mình ngồi nói chuyện xíu. Một thanh niên chứ cũng 25 tuổi rồi quý vị. Em nói rằng em đang đi bộ từ ở Sài Gòn về Đắk Lắk. Ăn đi ngồi ngồi bẹp xuống luôn, ngồi bẹp xuống đất luôn. Ừ, vừa ăn vừa nói chuyện với chú nha. Dạ. Xích lại đây, xích lại đây. Dạ. Rồi ngồi đó rồi. Rồi nói cho chú nghe coi, hồi sáng nghe ăn gì chưa? Dạ chưa, hôm qua giờ là chưa. Còn hết tiền hết bạc gì. Con đói lắm không? Dạ không ạ. Thôi nói chuyện với chú đi. Dạ. Rồi con kể rõ cho chú với quý vị khán giả của kênh Lên Thiện của chú biết. Dạ. Hồi nãy con nói con tên gì? Nguyễn Văn Nghĩa. Nghĩa. Dạ. Rồi con vô trong Sài Gòn này từ khi nào? Dạ từ bữa con đi bộ từ Sóc Trăng lên đây được khoảng tầm cỡ 14-15 ngày rồi. Không, bây giờ đầu tiên vô là con từ ở ngoài ngoài Đắk Lắk. Dạ. Con vô trong tỉnh nào để con đi làm? Dạ Sóc Trăng ạ. Sóc Trăng. Dạ. Con đi vô Sóc Trăng thời điểm nào? Dạ năm tháng 7 ạ, năm trước ạ. Tháng 7 năm 2020 hả? Dạ. Rồi con về đó con làm gì? Dạ đi ghe ạ. Đi ghe đi biển nữa hả? Dạ đúng rồi. Rồi sao nữa con kể tiếp đi. Rồi dịch bệnh ghe cảng nó cấm không cho ghe vô là con đi về Sài Gòn lại ạ. Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông và sự kiện Lê Nhiên, kênh YouTube Lê Thân Thiện kính chào quý khán giả, cảm ơn quý vị đã quan tâm. Nếu không nhận được trả lời, xin quý vị hãy để lại nội dung tin nhắn hoặc qua Zalo, Lê Thân Thiện sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất. Quý vị hãy đăng ký kênh để xem nhiều video hấp dẫn vào 6 giờ tối mỗi ngày. Cảm ơn quý vị. Là như là con đi ghe thì đến tháng mấy là về ghe chính thức là không chạy nữa. Dạ con chỉ không nhớ thời điểm là khoảng tầm cỡ tháng cận Tết, khoảng tầm tháng 10 tháng 11 gì đó con nhớ không rõ thôi, mà ghe cấm không cho vô. Rồi con đi bộ về Bạc Liêu, rồi Bạc Liêu là công an Bạc Liêu hỗ trợ cho 1,5 triệu, rồi con đi bộ về Sài Gòn à. Là tháng mấy? Là con cũng nhớ thời điểm lắm, con nhớ rõ thời điểm rồi. Cái đoạn đó là chỉ có xe tải chạy thôi ạ, không có xe tải. Dạ là tháng 7 này hả? Vừa tháng 7 rồi hả? Tháng 7 gà đúng rồi. Là ghe cấm đồ với xe rồi không chạy là con đi bộ về Sài Gòn à. Thì con đi bộ trong túi con có được nhiêu tiền? Dạ công an Bạc Liêu hỗ trợ 1,5 triệu, con vừa đi vừa ăn uống đồ về tới Sài Gòn là còn dư đâu được có 200-300 ngàn ạ. Bao nhiêu ngày đi, bao nhiêu ngày ròng rã, bao nhiêu ngày? Dạ con nhớ không làm là 11-12 ngày gì đó. Trời ơi, con nhớ lại đi cái hành trình của mình 11-12 ngày từ ở Bạc Liêu mà về Sài Gòn đi bộ, con gặp những cái trở ngại nào rồi cái hành trình của mình nó diễn biến như thế nào con? Dạ nói chung con đi là nhiều lúc đói là không có quán, là con chỉ uống nước ngoài đường đồ, mấy cái nhà mà có giò nước ngoài con uống xong rồi con chui vô bụi cỏ đó, con ngủ rồi con tỉnh dậy con đi tiếp à. Đi bộ. Dạ. Từ Bạc Liêu về Sài Gòn. Dạ. Mà về đây Sài Gòn này là hồi nào? Là con nhớ là về đây cũng còn hơi lâu, cũng tầm tháng mấy rồi. Rồi con tắm rửa con ăn uống sao? Dạ con tắm rửa, con nói chung là mấy giòi nước của nhà người dân rồi có bên ngoài à, con tắm rửa. Còn ăn uống là con nói chung là có bữa đói có bữa no à. Và cái mục đích của con là muốn đi đâu, về đâu? À, con muốn về quê à, về Đắk Lắk à, về nhà. Và bây giờ chú đang gặp con trên đường này là con đang chuẩn bị đi đâu nữa?
Dạ, con đi xuống ở Đồng Nai, con đi đưa qua đường Hồ Nai rồi con đi về xã E Leo Đắk Lắk hả? Sao con không đi ngõ Bình Phước, tỉnh Bình Phước ngoài kia nó gần hơn hay sao? Dạ, con nãy có qua mấy chú chốt rồi, mấy chú không cho qua. Không cho qua hả? Mấy chú dạ. Nói sao? Mấy chú là kêu là chỗ nào là về chỗ đó hả? Rồi, không có chỗ nào để con về luôn á hả? Dạ không ạ. Con có điện về cho mẹ không chưa? Dạ con có, hôm qua con mới điện xong rồi. Mà mẹ con nói sao? Mẹ kêu thôi nó không có là cứ ở ráng ở trong đây là chừng nào hết lệnh về, con kêu ở trong đây bây giờ nó cũng vừa đói vừa no rồi ấy rồi còn kiếm đường con về với bà má rồi. Nam thanh niên 26 tuổi tên Nghĩa, như những gì em mới vừa trình bày với Lê Thị, em đang đi bộ. Đoạn đường của em từ Bạc Liêu về Sài Gòn đã trải qua hơn 11 ngày rồi. Và bây giờ em đang có mặt ở Sài Gòn. Hành trình của em chưa dừng lại đó. Em đang tiếp tục đi bộ để về tận Đắk Lắk quý vị ạ. Đắk Lắk huyện nào vậy Nghĩa? Dạ xã E Hà Leo, huyện E Hà Leo ạ. Ồ. Alo ạ. Có thể dần lo lớn lên được không con? Dạ. Đỡ chỉnh được bật lo nè. Alo ạ. Làm gì vậy? Má đâu em? Và bên kênh phóng đài rồi đang quay video rồi gọi má rồi mà bên ấy đang quay video đỡ anh gọi cái máy đây anh bật lo ngồi cho chú nghe luôn à. Em đang gọi cho em gái em hay sao? Mẹ. Ủa nãy là gọi cho mẹ hả? Dạ đang gọi mẹ mà con em nó bắt máy không chỉ số năm và vậy trên quá trình mình đi bộ vậy ai cho mình sạc ra để mình dạ, sạc mấy được dự phòng đồ, mấy ổ cắm ngoài đường rồi chút con có sạc dự phòng đó. Rồi suốt mấy ngày qua ở Sài Gòn là ở đâu? Dạ ở ngoài đường rồi ngũ cầu rồi ạ. Alo ạ. Alo má đâu cho anh gặp má tí đi. Thôi được rồi, em khỏi gắm vô. Hello. Rồi nghe nè. Không em cứ hỏi thăm bình thường em đừng có nói. Má không có ở nhà chú ơi. Ờ thôi rồi tắt dạ. Má đi. Má đi lên đường. Rồi sắp tới những ngày tới Nghĩa đi những cái công đi bộ về Đắk Lắk hả? Dạ, em định vậy hả? Hay là dạ. Em muốn là ở tạm ở đây để mà tìm cơ hội. Dạ không là em chắc là em cứ tiếp tục rồi đi về Đắk Lắk tìm đường về Đắk Lắk rồi. Bây giờ trước mặt anh với em là một cái nhà nghỉ nè. Dạ. Anh sẽ vô anh tạm thời tìm phòng cho em nghỉ vài ngày. Dạ. Vài ngày ở đây đi rồi sau đó sẽ tính tiếp cái hướng nào chứ bây giờ em đi bộ như vậy thì rất là căng thẳng dạ. Em thấy sao? Dạ nó được trả lời em cảm ơn quá. Được không? Dạ được ạ. Bây giờ trước tiên thì em cứ ăn cơm đi, em lấy cơm em ăn đi. Dạ. Em cứ ăn đi, anh nói gì anh nói, em dạ. Cứ ăn bình thường. Dạ, em hiểu. Ừ, kính thưa quý vị, Lên hiện gặp em trai này cũng là một hoàn cảnh rất là đáng thương, đang tìm đường đi bộ về Đắk Lắk. Em đã vượt qua hàng trăm cây số từ ở Bạc Liêu, Sóc Trăng để mà đi về đến Sài Gòn này. Như những gì em vừa chia sẻ, em mất việc làm từ đầu tháng 7 vừa rồi ở tận Sóc Trăng và bây giờ em đang phải đi bộ về. Thì thời điểm mà em đi bộ em nói công an Bạc Liêu cho em 1,5 triệu thì em có những cái tiền gì thêm nữa không Nghĩa? Dạ không ạ, quên cái tiền người dân cho nữa ạ. Dạ được nhiêu? Dạ tiền người dân cho hỗ trợ nữa là em tính là cũng tầm được 600-700 ngàn vậy á. Có người 50, có người 100 đồ ạ. Thank you.
Bây giờ sao em định cái hướng của em sao như thế nào? Dạ hướng của em là chắc là tiếp tục em đi về Đắk Lắk nữa. Tiếp tục hành trình đi bộ hả? Dạ. À, nãy giờ anh cũng đi kiếm nhà trọ cho em mà không còn chỗ nào hết nghĩa. Dạ ơi. Em hiểu mà. Ừ. Bây giờ tổng hết trong túi em còn nhiêu tiền em thử coi. Dạ nếu hồi nãy của anh cho nữa là em mua hai gói thuốc với ấy là còn đâu là 160 mấy ngàn hả? Ờ. 170 à. Bây giờ quyết định là hành trình về Đắk Lắk luôn hả? Dạ. Đi bộ vậy hả? Nhưng mà qua chốt rồi bị chặn lại rồi sao? Dạ nói chung là chờ khuya là nấu chốt rồi có ngủ là qua thôi ạ. À đợi khuya mới đi hả? Dạ. Còn ban ngày thì sao? Ban ngày em cứ tới đi tới cái đoạn chốt là em ngồi đó rồi khi nào đến khuya chốt có nghỉ rồi em tắt em đi tiếp rồi. Em dự đoán là giờ từ giây mà về Đắk Lắk là khoảng bao xa nữa? Dạ theo em tính là hồi nãy em coi như đó là còn 370 mấy cây nữa à. 370 mấy cây nữa. Dạ. Ờ là dự đoán là khoảng bao nhiêu ngày sẽ tới đây? Dạ chắc em tính cũng tầm cỡ nếu vừa đi vừa nghỉ chắc cũng tầm 20 ngày. 20 ngày. Dạ. Đoạn đường là rất là gian nan á. Dạ. Rồi cái lộ trình của em sẽ đi như thế nào? Đây ngay đây là cái khu vực cửa Suối Tiên của Sài Gòn nè. Rồi em sẽ qua cầu Đồng Nai rồi cái lộ trình như thế nào nữa em có thể em chia sẻ cho quý vị khán giả biết được để mà họ thấy được cái mà gian nan em sắp trải qua. Dạ nếu theo em là chắc là em qua Đồng Nai, nếu qua Đồng Nai được là em sẽ đi đường về Hồ Nai rồi đi tiếp dần đó theo, nếu mà có em nhìn theo mấy cái tấm bảng xanh rồi có chỉ đường rồi em ấy đi dần theo đó. Ờ à, đúng rồi thì em đi sẽ đi như thế này, em ra Đồng Nai ra Hồ Nai xong rồi em ra ngoài đi về hướng Đà Lạt hay là đi về dạ, hướng quốc lộ Đà Lạt à. Đi hướng Đà Lạt hả? Dạ là quốc lộ 20. Dạ đi bộ vậy. Rồi đến đâu thì em rẽ để về Đắk Nông, Đắk Lắk đó hả? Dạ, về Đắk Nông, Đắk Lắk là từ Đắk Lắk về nhà em còn 9 mấy cây nữa. Mà bữa giờ trong quá trình đi bộ em có khi nào mà được ai cho có gian đoạn đường nào xe tải rồi luôn? Dạ không ạ. À. Chỉ có người dân là cho nước, cho cơm với cho một ít tiền lộ phí đi đường thôi ạ. À. Gian nan lắm á Nghĩa ơi, thì anh cũng dạ, không em biết, biết, biết sao được anh. Giờ em không có xe túc tắc đi thôi. Cứ ở đi dài á, bữa ở đây cái bữa đói bữa no rồi khổ lắm anh. Phải anh hỗ trợ thêm cho Nghĩa là 800 ngàn nữa là 1 triệu ha. Dạ, dạ, để em có chi phí đi thì anh cũng dạ. Không có được cái gì nhiều hết. Nhưng mà thấy dạ, em hoàn cảnh này nói là nó mới nói là em cũng cảm ơn mấy anh. Ờ dạ. Rồi bây giờ bắt đầu em đi tiếp á hả? Dạ em cứ nghỉ ngơi ngồi nghỉ tí lộ trình em tí là em đi nữa, trời nắng mà anh biết mồ hôi hết. Em không có áo khoác nào luôn hả? Dạ không ạ. À. Mấy bộ đồ em đeo theo mấy dạ, bộ đồ? Dạ chỉ có một bộ ở trong đây bộ nữa. Rồi thôi nghỉ đi nha. Dạ thôi em cảm ơn ạ. Khi anh kết thúc video này em có vài lời muốn chia sẻ với khán giả, cũng như là em sẽ hoạch định những cái hướng đi của mình cho mọi người biết luôn đi em. Dạ theo hướng đi của em là em muốn về nhà rồi làm ăn rồi với bố mẹ rồi với trên cái đoạn đình lộ trình đây cũng nhiều khán giả cũng thấy rồi ấy rồi thôi tức ấy làm ăn ở nhà rồi đừng cái làm xa như em rồi cũng khó khăn lắm. Bữa đó mẹ ở quê làm gì em? Dạ làm nông à. À mẹ thì bị khớp, mẹ ở chung một chỗ rồi mẹ đi ấy rồi cũng bố là ở nhà nuôi dê nuôi bọng rồi ăn lương thương binh rồi nói chung sống khổ lắm. Rồi anh chúc Nghĩa lên đường thật là bình an nha. Dạ, đi đến đâu có gì có số điện thoại của anh nãy anh mới gọi cho em. Dạ, đó dạ em hiểu ạ. Ừ rồi em gọi cho anh để anh biết được cái đoạn đường đi của Nghĩa như thế nào. Dạ, dạ. Chúc em thật là an toàn về quê. Dạ à, rồi lúc này không còn một con đường nào khác nữa, xe cộ cũng không dạ, có đúng rồi, dạ, giờ rồi. Phải đi bộ thôi. Dạ ở đây thì cũng không được nữa đúng không? Thôi em đi cho Nghĩa. Dạ dạ em cảm ơn anh.